Tôi nói thật với anh em là cả cuộc đời của tôi là không biết bao giờ đi làm đến bao giờ thì mới có tiền để mua mấy cái con điện thoại này 15 Pro Max bình thường đã khó rồi, đây 35 triệu đã khó mua rồi mà bây giờ nó đã còn 100 triệu 100 triệu 150 triệu, 150 triệu Cái con carbon này thì nghe nói là còn chưa định được giá cơ, bởi vì sao? Chưa có ai dám trả giá cho nó cả thì đây là những cái gì những dòng iPhone 15 Pro Max đặc biệt này nó có cái gì hay thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Yeah! Đi vào yếu tố đầu tiên đi, nếu chúng ta so sánh với cả iPhone 15 Pro Max uh, theo như Apple nói là phiên bản titanium đúng không? Nhưng mà anh em biết rồi, cái phần viền trên iPhone 15 Pro Max cơ bản ấy thì nó sẽ chỉ có 1 mm là titanium thôi. Còn hai cái con titanium uh, pure titanium này á nó lại là full titanium Không có một tí gì gọi là pha trộn các bạn Không có hợp chất nguyên bản là titanium Đến từ phần mặt lưng Đấy, Anh em nhìn xem cái sự khác biệt Khi mà chúng ta đặt cái con iPhone làm Pro Max bình thường Và một cái phiên bản do GH tự làm Thủ công bằng tay hết Áp titanium ở đây thì Đấy anh em thấy không Cái phần mặt lưng này nhá Nó là titan hoàn toàn luôn Được đánh bóng này Da chế này Và khắc thêm ở đây Những cái dòng chữ đến từ GA đây là phiên bản titanium tự nhiên và theo những cái con số ở trên mặt lưng ấy thì nó có tổng là 150 con thì tôi đang có con thứ 66 và con thứ 36 ở đây. Ơ à, con thứ 36 à? con của người nước ngoài à con của anh huy thành à tất cả những chi tiết nhỏ ví dụ như là cái cụm bảo vệ camera đây thì cũng đều được làm bằng titanium anh em nhé trông nó khác bỏ đâu đặt hai cái con này cạnh nhau thấy luôn được là cái con titanium nguyên chất này nó xịn cỡ nào tuy nhiên cái phần viền ấy thì vẫn sẽ là phần viền mà titanium mặc định đến từ apple mà thôi tuy nhiên là GA thì đã đánh bóng đi một chút để sao cho cái phần mặt lưng và cái phần viền của những cái con titanium mà họ tạo ra thì trông nó có một cái sự đồng bộ nhất về hình thức Đấy, bỏ qua hai cái con 100 triệu này nhá. Bình thường mấy con này bình thường. À đấy, trong hộp của cái mấy con titanium này thì chúng ta cũng sẽ có những cái thẻ cạc đến từ thương hiệu GAS để ghi thông tin của máy cũng như là lô sản xuất. Đấy, cái này là cũng làm ạch. À, à, cũng được làm từ titanium luôn anh em đừng thử nhá. Thôi không không bè đâu. Hai đến mượn làm gì, gì dám thế? nghĩ Nếu đây là vua thì đây chắc chắn là hoàng hậu bởi vì anh biết tại sao không? Cái con bên trái này tôi đang cầm này thì nó là vàng 24K. 24 carat rapper phải 24 carat nhầm, 24 carat với cái phần mặt lưng được làm rất bóng, rất đẹp, soi được cả từng cái lỗ chân lông cho tới những cái mụn của tôi. Đây là cái phiên bản vàng mà cá nhân tôi đấy đánh giá là rất sang, rất đẹp. Nhưng vấn đề của nó là cầm rất bám mồ hôi và dấu vân tay luôn. À, cái này là anh em phải đeo ốp vào không? Thực ra đấy là mấy anh em nghèo nghèo mới đeo ốp chứ. Tôi nghĩ người ta đã bỏ khoảng 150 củ ra mua cái con này thì không có lý gì mà người ta đeo ốp vào cả, trông mất cả thể diện. Thì đây, con này là con thứ 39 trên tổng 199 con Phải nói là đẹp chú choa mà ôi luôn Tất cả những cái phần nút này Cụm gờ bảo vệ camera này cho tới những cái nút action button Và cho tới cả khai sim Thì nó cũng đều được làm bằng vàng Tất cả được độ lại hết anh em nhá Nếu các bạn để ý kỹ vào đây thì cái phần khai sim này nó còn gờ gờ lên cơ Do là nó bị bỏ ra và độ lại Đấy, nhưng mà nhìn chung là rất đẹp Đây là con vàng 24 carat nhá con gà bên trái này rất phù hợp để các bạn tặng cho chị em nhân ngày 20 tháng 10, 20 tháng 11. 20 tháng 11 thì chắc chắc là tặng cho người cũ đi, bởi vì cô ấy đã dạy cho bạn rất nhiều bài học giá trị. Đây là phiên bản vàng hồng, cũng là vàng nhưng mà vàng hồng. Phiên bản này thì sẽ có định mức vàng là 18 carat. Trông đẹp không? Nhưng mà anh em biết cái sự khác biệt giữa cái phiên bản 20 carat, 24 carat này là gì không? Là cái phần logo Apple này nó được nạm xà cừ. Quá chất, quá đẹp. Riêng cái con này tôi nói thật là đưa cho chị em nào mà không đổ thì hơi phí tôi nghĩ là đưa ra người ta đổ mình, phải dựng Để lên cưa tiếp đổ tiếp bởi vì sao con này quá đẹp thật sự nhưng mà cá nhân tôi nhá là tôi thích cái con màu vàng thường này hơn con màu vàng nguyên chất này trông nó nó giàu sang nó phú quý hơn gia đình nó êm đấm hạnh phúc hơn nhưng mà thôi hai con này như tôi nói ấy, là cũng bình thường thôi con này mới là đẳng cấp này, con này vô địch này nếu như tất cả bốn con này nó đều cầm rất nặng trọng lượng đâu đó khoảng là 230 gram do là được độ full titanium mà thì cái con iPhone 15 Pro Max phiên bản carbon fiber này anh em biết nó nặng bao nhiêu không? 208 gram. 208 gram. Cầm rất nhẹ, cảm giác như kiểu đang cầm một con iPhone 15 Plus màu hồng phiên bản 128 GB tôi luôn. Này, chị đâu? đấy con này cầm rất nhẹ cảm giác cầm thoải mái bởi vì sao tất cả từ phần mặt lưng này các phím bấm ví dụ như là tăng giảm âm lượng này phím action button thì đều được độ carbon ở đây cụm camera trên chiếc điện thoại này cũng thế nhưng mà theo như anh em ở bên GA có chia sẻ với tôi ấy là thực ra hãng còn muốn làm cho nó nhẹ hơn như thế cơ về mức đó chính là tròn trĩnh 200 g để người dùng có thể trải nghiệm cái chiếc điện thoại này một cách nhẹ nhàng nhất thì đấy mới là cái điều mà họ muốn làm còn uh, như tôi nói tại sao chiếc điện thoại này lại xịn và đắt như vậy bởi vì hiện tại là chưa có ai định giá được cái con này cả bởi vì carbon fiber nó không phải đâu phải rẻ đâu anh em mà độ full mặt lưng cho tới phím nữa nhiều con ví dụ như là cái con phiên bản anh ngọc review ấy nó là gì black titanium nó là titanium đen nó rất là khó độ luôn nó rất là khó làm mà cái con này thì độ khó thì nó cũng tương đương như vậy mà trọng lượng của nó thì sao rất là nhẹ cầm rất là thoải mái phím bấm các thứ thì cũng sướng nha không phải là độ vào nên là người ta làm chi trá đâu rất đẹp rất tốt Riêng nếu mà tôi có tiền thì tôi sẽ mua con này Bởi vì nó rất nhẹ, cảm giác cầm rất thích Đấy, bên trong hộp thì uh, sao Chúng ta sẽ còn Ồ, oh, một cái ví da Một cái ví da để anh em đựng uh, Đựng đựng uh, những cái phiên bản titanium vào đây Trông hơi cấn nhỉ Thôi ví này chắc về cho mẹ Không quan trọng lắm À, một cái khăn lau đến từ thương hiệu g Đấy, hãng sản xuất tinh tế không Đến cái khăn lau này trông như kiểu là rẻ lau Của Apple đẹp thật Khăn lau này chắc cũng phải vài triệu. À, bên trong hộp thì vẫn đầy đủ gọi là cáp sạc bọc dù này và củ sạc 27W cho anh em nhá. Khó bóc nhở Bóc nữa. Đấy, thì nói chung là trong hộp thì nó vẫn những cái thứ cơ bản giống như là hộp iPhone bình thường anh em mua thôi. Thì với cái giá khoảng là bao nhiêu nhỉ? 100 triệu cho cái phiên bản uh, titanium uh, nguyên chất và cái giá khoảng 150 triệu cho cái phiên bản vàng, vàng vàng nguyên chất và 150 triệu cho phiên bản vàng hồng thì anh em nếu mà có tiền thì anh em mua phiên bản nào comment ở phía dưới để tôi biết nhá còn bây giờ là tôi nghĩ là tôi review xong rồi thì chắc bây giờ trả lại thôi mê quá đẹp thật đấy kết cắt 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 video